Những ngày này, dọc quốc lộ 1A đoạn qua thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định có rất nhiều điểm bày bán mai Tết. Trong đó, nhiều cây mai đẹp với đủ dáng thế phục vụ người chơi mai dịp Tết. Hoa mai bắt đầu khoe sắc dịp xuân về. Số lượng mai được người dân bày bán nhiều nhưng khách đến mua ít. Chưa bao giờ người trồng mai ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định lại thấp thỏm như dịp Tết năm nay. Ông Tạ Văn Hùng ở phường Nhân Hưng, thị xã An Nhơn cho biết năm nay gia đình có khoảng 1.000 chậu mai từ 4 đến 9 tuổi xuất bán vào dịp Tết. Giá bán trung bình từ 400.000 đồng đến 3,2 triệu đồng mỗi chậu. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thương lái ở hai đầu đất nước không đến mua như mọi năm, nên số lượng mai còn rất nhiều. Cùng thời điểm này năm trước, mỗi ngày ông Hùng bán được khoảng vài chục chậu mai. Thế nhưng năm nay, mỗi ngày chỉ vài tài xế xe khách ghé mua mai. Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định là thủ phủ mai vàng của miền Trung với khoảng 15.000 hộ dân trồng mai. Năm nay, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp nên một số thương lái còn e ngại khi trực tiếp đến tận vườn để hỏi mua. Trước tình hình vắng khách đến mua mai Tết, năm nay một số chủ vườn đã đưa hình ảnh mai lên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo để chào bán tìm người mua. Đến thời điểm này, việc tiêu thụ mai Tết của người dân gặp khó khăn, sức mua của thị trường giảm một nửa so với mọi năm. Hiện chỉ có thương lái ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đến hỏi mua mai, còn thị trường phía Nam và phía Bắc tiêu thụ rất ít. Mặt khác, năm nay thị xã An Nhơn không tổ chức hội thi trưng bày, triển lãm quảng bá mai xuân, cũng phần nào ảnh hưởng đến thị trường mai. Trước tình trạng khó khăn của người dân trong việc tiêu thụ mai Tết, Hội Nông dân tỉnh Bình Định đang rà soát và có hướng đề nghị các ngân hàng hỗ trợ người dân như giãn nợ và giảm lãi suất trong những gói vay trồng mai năm 2022. Sắp tới, Hội Nông dân tỉnh Bình Định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng chuỗi liên kết tạo đầu ra ổn định cho cây mai.